Chúng ta bắt đầu học bài số 2 là bài liên quan đến chuyển động. Thì trong lập trình Scratch thì chuyển động là một cái nhóm lập trình đầu tiên. Nó nhóm là nhóm Motion, là bao gồm những cái lệnh liên quan đến điều khiển nhân vật chuyển động trên màn hình. Đây có lẽ là cái nhóm lệnh được dùng nhiều nhất trong Scratch, là một trong những nhóm lệnh đầu tiên cần phải học, cần phải nắm vững. Thì nói về cái việc chuyển động này thì chúng ta cần nhớ hai điều rất quan trọng. Một là khái niệm tọa độ sân khấu, và hai là khái niệm hướng chuyển động của sân khấu. Trước tiên nói về tọa độ, thì cái sân khấu của chúng ta nó được mô tả như là một lưới tọa độ rất là hoàn chỉnh. Ở giữa sân khấu là tọa độ 0,0, trục ngang và x, trục dọc và đây là trục y. Tọa độ của sân khấu là như sau: là kích thước chiều dài của sân khấu, chiều ngang sân khấu, chiều rộng là 480 pixel, chiều cao là 360. Như vậy là cái điểm, chúng cái điểm bên phải đây dạng thì có tọa độ là x bằng 240, y bằng 0. Bên này là y bằng trừ 240, y bằng 0. Còn trên này là y bằng 180, x bằng 0. Dưới này là y bằng trừ 180 và x bằng 0. Còn vị trí góc phải trên, ví dụ x bằng 240, y bằng 180. Góc phải dưới là y bằng trừ 240, y bằng trừ x bằng trừ 240, y bằng trừ 180. Chú ý rằng là cái tọa độ sân khấu này là nó là chính xác và chuẩn xác cả khi mà sân khấu nó được thu nhỏ lại như này, hoặc là nó to lên như này, thì đều là cùng kích thước như vậy. Đó. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhớ lại những cái lệnh mà học cần học những cái lệnh mà dùng để di chuyển điều khiển nhân vật chuyển động trên một sân khấu. Thì những lệnh mà liên quan đến tọa độ sân khấu là như sau: lệnh go to xy là di chuyển nhanh cái nhân vật đó đến cái vị trí xy trên màn hình với tốc độ và nhìn tức thời. Còn ngược lại cái lệnh là glide bao nhiêu second đó to xy thì di chuyển chậm đến tọa độ xy trong một cái khoảng thời gian mình có thể xác định trước được. Thì số thời gian này là càng chậm càng nhanh ấy, thì mình cảm giác là cái càng lớn ấy, thì cái con vật đó nó chuyển động càng chậm. Ngoài ra còn hai nhóm lệnh nữa là nhóm lệnh can thiệp trực tiếp đến cái tọa độ x gì của nhân vật, là lệnh set x gì to là thiết lập tọa độ x gì, hoặc là change x by là thay đổi tọa độ x gì. Lệnh change x by là rất hay dùng để mô tả các chuyển động của nhân vật theo tọa độ x gì. Tương tự như vậy đối với y, lệnh set y to và lệnh change y by. Đấy, đó là lệnh rất là quan trọng. Ví dụ nhé, tôi để con mèo ở đây, bây giờ tôi sẽ ví dụ tôi muốn cho con mèo là chuyển dịch sang phía bên phải của màn hình, tôi sẽ dùng lệnh sau đây, dùng lệnh là go to. Tôi cho go to đến vị trí ví dụ như là x bằng 230, y bằng 8 chẳng hạn. Tôi thấy tôi bấm đây này, tôi nhấn chuột đây này, nó chuyển sang bên này đó. Thì đó là những lệnh rất là cơ bản mô tả cái tọa độ của x. Giả sử tôi muốn cho con mèo này nó chạy từ bên trái sang bên phải liên tục như vậy thì ta làm như thế nào? Thì tôi mô tả lệnh sau đây. Ví dụ tôi mô tả, tôi cho cái lệnh tôi cho con mèo nó chuyển động cho một cái lệnh lặp vô hạn như thế này nhé. Các bạn sẽ kiểm tra cho một lệnh như thế này. Thì đầu tiên ta cho mèo là xuất hiện ở bên trái, ta dùng cái lệnh là set x to là trừ 240. Như vậy x con mèo xuất hiện từ phía bên trái, sau đó mèo sẽ liên tục chuyển động sang bên phải, chúng ta dùng cái lệnh là change x by 10 như thế này đó. Và chúng ta sẽ điều khiển, ví dụ ta điều khiển khi mèo gặp cạnh bên, khi vượt quá cái giới hạn bên phải thì mèo xuyện lại ở bên trái. Chúng ta dùng một cái lệnh ở trong điều khiển của Scratch, lệnh rất quan trọng là cái lệnh điều khiển có điều kiện là nếu mà gặp cái gì đó thì thiện cái gì đó. Thì ở đây chúng ta dùng cái lệnh sau đây này: nếu mà tọa độ x gì của con mèo mà vượt quá kia bên phải là 240 thì nó sẽ tự động, nó sẽ chảy sang bên xuyên ở bên trái. Chúng ta dùng cái lệnh sau đây này, dùng cái lệnh là
để chúng ta dùng lệnh này nhé. Chúng ta dùng cái có trong máy trong Scratch có một cái hàm, có một cái biểu thức nó học còn lớn hơn. Chúng ta dùng cái này, chúng ta kéo cái này ra nhé. Ở đây chúng ta có một cái là không cái lệnh là có một cái hàm là luôn tính cái tọa độ x của nhân vật hiện thời. Thì ta đưa cái này vào cái phần tử bên trái. Vì nếu mà tọa độ x của mèo mà lớn hơn 240, ta có 210 vào đây. Đó. Đây là một điều kiện logic. Chúng ta cứ đưa cái này vào đây. Đó. Nếu mà x mà lớn hơn 240 thì chúng ta sẽ đặt lại cái tọa độ cho x của con mèo là về -240. Đó. Ta đưa cái này vào đây. Và tất nhiên cho thêm lệnh nữa là cho nó đợi khi một lần chuyển như vậy cho nó chậm, cho nó chờ khoảng 0,2 giây. Ta để như thế này. Đó. Ra thử nhé. Chạy thử này. Đấy. Công đoạn sẽ chuyển động từ bên bên trái sang bên phải. Và khi gặp cạnh phải nó sẽ xuất hiện lại ở bên trái. Đó. Đó là một cái đoạn trình ngắn để chúng ta hình dung số các lệnh chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta bỏ cái này, bỏ cái lệnh, bỏ cái lệnh quay đi, nó chạy nhanh hơn nhé. Chạy lại này. Đấy, nó nhanh hơn. Đó, nhé. Thì đó là một số cái lệnh mà mô tả đơn giản đầu tiên. Chúng ta sang cái nhóm lệnh tiếp theo là cái nhóm lệnh liên quan đến hướng. Cái này rất quan trọng đối với một nhân vật ý, thì mỗi nhân vật bao giờ có cái hướng của mình. Hướng đó được mô tả như sau: tôi hướng lên trên thì là 0 độ, hướng đây là hướng góc là 45 độ, là 90 độ, 135 độ, 180 độ, khi sang bên trái thì nó sẽ là -45 độ. Nhưng mà cái góc của một nhân vật luôn có cái hướng của mình. Và cái hướng đó được quy định bởi cái từ tiếng Anh là direction. Cái hàm này cũng là cái biểu nhớ này này, cái biểu thức này cũng là đo cái góc hướng của nhân vật hiện thời. Đấy, thì nó tới lấy cái đường cái trục y này làm gốc, nhưng mà hướng thẳng lên trên thì nó là 0 độ, còn khi sang bên phải thì nó là dương, một góc dương, cũng có thể bên trái nó là một góc âm. Đó. Thì cái hướng này là rất quan trọng. Thì những cái lệnh mà liên quan đến hướng là như sau. Thì mỗi nhân vật luôn luôn nhìn về hướng của mình. Lệnh move ấy. Lệnh move là cái lệnh này này, là cái lệnh nhà. Đây là lệnh move này. Là lệnh luôn là đi về cái hướng của mình. Ví dụ mèo đang hướng về hướng bên phải thì nó sẽ chuyển hướng bên phải. Mà nếu lên trên thì nó sẽ đi lên trên. Còn hai cái lệnh là turn phải và turn trái thì nó quay phải và quay trái một góc là bao nhiêu độ đó. Ngoài ra còn lệnh nữa là lệnh là if on edge bounce, nếu một nhân vật mà đang chạy mà gặp cạnh thì nó sẽ bật lại theo một hướng đối xứng. Ngoài ra thì còn có một số lệnh điều khiển khác nữa. Ví dụ như là cái lệnh là quay về hướng nào. Thì cái lệnh point towards này nó sẽ cho phép chúng ta là đặt cái nhân vật đó là hướng về cái hướng hoặc hướng của con trỏ chuột hoặc hướng về một các nhân vật khác ở trên sân khấu. Ngoài ra cái lệnh thiết lập hướng là lệnh là point in direction, là cái lệnh thiết lập một cái hướng góc cụ thể. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta quay về đây, vì chúng ta muốn là con mèo này, người ta xóa cái này đi này, chúng ta xóa. Chúng ta muốn là con mèo này sẽ quay về một hướng góc, quay về nhìn hướng góc phải trên hướng 45 độ. Chúng ta bấm lên các chọn đây là tôi gọi là 45 độ. Để chúng ta chạy thử nhé, tích chụp cái đúc vào đây này. Thật ra mèo là hướng về 45 độ, chưa? Đấy. Chúng ta sẽ cho con mèo này nó sẽ chuyển động vô hạn. Đầu tiên nó hướng về 45 độ này và nó chuyển động vô hạn đi về phía trước đây. Nhưng mà nó gặp cạnh thì nó sẽ quay ngược bật trở lại. Đây là cái đoạn chương trình mà mô tả là con mèo ban đầu là hướng về 45 độ và sẽ mèo sẽ dịch chuyển luôn chuyển về phía trước. Nhiều góc cạnh thì góc cạnh của sân khấu thì bật lại. Chúng ta chạy thử nhé. Đây nó sẽ bật lại, các bạn thấy không? Nó bật lại và luôn hướng như vậy và nó bật lại một góc mà đối xứng cái góc mà nó đã đến.
Vì chúng ta có thể chỉnh sửa một chút là cho mèo sẽ mà xuất hiện và chỉ một hướng bất kỳ ở trên màn hình, hướng ngẫu nhiên. Thì ở trong Scratch có lệnh ngẫu nhiên là cái lệnh này, trong cái nhóm lệnh là operators có một cái lệnh là pick random. Đây là một lệnh rất quan trọng. Lệnh này là dùng để sinh ra một cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ từ số thứ nhất đến số thứ hai. Vì chúng ta muốn là mèo là quay về một hướng bất kỳ ngẫu nhiên trên màn hình thì nó phải làm hướng từ mấy, từ số 0 đến là 360 độ. Tức nhất lại là hướng ấy, cái góc hướng ấy là nó là tuần hoàn theo 2π, theo 360 độ, cho nên là hướng 0 cũng chính là hướng 360 độ, hay là hướng 10 độ thì chính là hướng là 370 độ, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ cho công phương trình này chạy. Em mèo nó sẽ chuyển động theo một cái, đầu tiên mèo nó sẽ xuất hiện và hướng về một hướng ngẫu nhiên, và sau đó nó sẽ chuyển động tự do mà mãi mãi như vậy. Đây, tham là một cái được chưa? Thì đó đó là những cái lệnh rất là cơ bản liên quan đến đến hướng. Bây giờ tôi mô tả thêm một số những cái lệnh là gọi là đặc thù nữa. Ví dụ như này, đây là cái lệnh này, là cái lệnh nó sẽ chuyển cho phép là một cái nhân vật sẽ chuyển nhanh đến một cái nhân vật khác. Nó có thể chuyển nhanh như sau, nó có thể chuyển nhanh đến đến đầu con trỏ chuột, hoặc chuyển đến cái mà có thể đây là lệnh go to random, là chuyển xuất hiện và chuyển xuất hiện tại một điểm bất kỳ ở trên màn hình ngẫu nhiên, random position là ngẫu nhiên, hoặc là nó có thể chuyển động đến một cái nhân vật khác trên màn hình. Để lấy ví dụ, chúng ta sẽ làm đầu sau đây này, chúng ta sẽ cho hai con mèo con chó, tôi sẽ bổ sung vào đây thêm một con vật nữa, và cho hai con vật này là xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình, ngẫu nhiên, và sau đó hai con vật cũng chuyển động về hướng ngẫu nhiên, góc cạnh thì sẽ bật trở lại. Chúng ta làm thử với hai con vật nhé, con chó và con mèo. Đây, cho con mèo nhé. Bây giờ là chuyển cho hai con này. Thì đây là mèo, tôi để luôn đây. Thì đầu tiên cho mèo sẽ xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Chúng ta dùng cái lệnh tôi vừa mới nói xong là lệnh là go to. Nhưng mà go to cho chọn gì? Go to chọn là random position. Đây, random. Nó sẽ về đây. Đó. Như vậy là mèo xuất hiện tại vị trí ngẫu nhiên và hướng về ngẫu nhiên và chuyển động với một cái vận tốc là 10 step và liên tục như vậy, góc cạnh thì quay lại. Chúng ta làm với tự tự làm với chó nhé. Bây giờ tôi có thể tôi muốn copy toàn bộ cái này sang con chó được không? Được, tôi sẽ copy đây là màn hình, đây là cửa sổ lập trình của chó đây, và đây là cửa sổ lập trình của mèo. Tôi có thể copy cả cái đoạn này sang cho con chó được. Tôi chỉ việc bấm ở đây và kéo, tôi kéo thả vào cái vị trí này là con chó này, thì nó sợ nó copy rồi. Chuyển con chó để chó rồi đây, vì chúng ta sẽ để hiểu chó một chút khác một chút để cho nó chuyển động một tốc nhỏ hơn, ví dụ là 5 chẳng hạn. Chúng ta thử nhé, chạy thử cái bài này này. Đó, như vậy là hai con vật, con chó và con mèo là xuất hiện được vị trí ngẫu nhiên và sẽ hướng về một hướng ngẫu nhiên ban đầu, sau đó sẽ bắt đầu chuyển động mãi mãi vĩnh viễn, và vận tốc của chó là chậm một nửa vận tốc của mèo, và khi gặp cạnh thì quay lại. Đấy, thì đó là cái những cái lệnh cơ bản ban đầu chúng ta làm quen với các lệnh chuyển động. Rồi chúng ta sẽ còn làm việc nhiều nữa với cái, tôi sẽ còn đưa ra những cái video khác, nhưng đây là video đầu tiên để chúng ta làm quen với sân khấu. Tôi với vào chuyển động, tôi nhắc lại này là sân khấu của chúng ta luôn có cái tọa độ, là có cái chiều rộng là 360 480 pixel, chiều cao là 360 pixel, và mỗi con vật sẽ có một cái hướng của mình, đấy. Hướng hướng thì là hướng của nó sẽ là, để chúng ta xem lại cái hướng hình thế này là cái hướng nhé. Hướng thì là hướng phía lên lên trên là hướng 0 độ, hướng sang bên phải là 90 độ, sang bên trái là âm 90 độ, ở xuống dưới là 180 độ. Đó là cái hướng của một con vật. Đấy, thì mặc định khi ta khởi tạo ra một con vật, một nhân vật thì nó sẽ có hướng mặc định là sang bên phải là 90 độ. Video của tôi kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ quay lại video này trong bài tiếp theo.